Khi một triều đại suy tàn là khi một triều đại khác trỗi dậy. Trong lịch sử Liên quân Việt Nam, triều đại huy hoàng nhất trong quá khứ thuộc về đế chế Team Flash. Ở những năm 2018 đến 2020, không một thế lực nào ở Việt Nam đủ sức đả bại họ. Họ cứ như một cỗ xe tăng xô đổ mọi kỷ lục Liên quân trước con mắt thán phục của hàng triệu người hâm mộ và cả những đội tuyển khác. Người ta tự hỏi liệu ai có thể xô đổ gã khổng lồ mang hình hài tia chớp cam đó. Và rồi, anh chàng này xuất hiện, tạo nên một sức cuốn hút vô cùng kỳ lạ với các thần đồng khác. Trải qua nhiều trận chiến, nếm trải từng thất bại, chinh phục từng danh hiệu, họ đã tạo nên một đế chế mới, viết nên một câu chuyện lịch sử khác cho Liên quân Việt. Tôi đã hứa rằng cái tên cuối cùng sẽ vô cùng đặc biệt và hợp lý đến không thể bàn cãi, đúng không? Và chào mừng các bạn đến với câu chuyện ở vị trí số 1 trong những cái tên đáng xem nhất đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2023. Sài Gòn Phantom, những bóng ma hủy diệt danh vọng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn không nghe nhầm đâu. Tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, cái tên đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại mà tôi lựa chọn là Juninho Kylian Erling Cristiano Lionel Sài Gòn Phantom. Vì thật khó để chọn ra một trong năm cái tên trong đội hình cho số đặc biệt này. Và ngày hôm nay, tôi sẽ cho các bạn thấy mỗi người trong những cái tên của Sài Gòn Phantom ở thời điểm hiện tại đều là đặc biệt, đều là không thể so bì và không thể tách riêng lẻ những con người đó với những điểm mạnh khác nhau như thế này. Các bạn xem nhé. Cái tên đầu tiên mà tôi nhắc đến chắc chắn rồi, Lai Bông. Cái tên mà bất kỳ ai ở thời điểm hiện tại, không chỉ các fan của Sài Gòn Phantom thôi đâu, mà cũng không phải chỉ là khán giả Việt Nam, có lẽ tất cả đều phải thừa nhận rằng người đi rừng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, Thóng Lai Bông. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên viết về Bông, về một sự kỳ vọng của một thần đồng. Lúc đó, Bông đã có kỹ năng thượng thừa, tư duy chiến thuật thì khỏi chê, và một ý chí cực lớn. Bông làm chúng ta cảm tưởng rằng anh ta chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao, chứ không phải là dự đoán nữa. Và sau 3 năm có lẽ, Bông còn kinh khủng hơn thế rất nhiều. 22 tuổi, Bông trở thành người thủ lĩnh thực sự. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người đi rừng hoàn hảo, anh ta còn là chỗ dựa tinh thần cho cả team, là cây cầu móc nối giữa những thành viên còn lại đến với nhau. Hơn thế nữa, Bông luôn xuất hiện và luôn tỏa sáng ở thời điểm đồng đội cần mình nhất. Bông cướp xe ra, Bông cân 2 cân 3, Bông đầy lẻ, Bông múa gian từ Hà Nội về Cà Mau, Bông đu ao ấy 3 nhịp bất chủ lực. Người bị địa giam rồi. Bông đang đu đến đây và đã có một người bị tấn công, đó chính là vị trí khóa A Bao mất đi rất nhiều lượng máu. Jusen đã lên bảng đếm số và đó là Zero mất thêm một. Dường như thế giới bao phủ 70% là nước, phần còn lại là Bông. Có lẽ từ trước tới nay người ta chưa thấy một người đi rừng nào hoàn hảo tới vậy trong bộ môn Liên quân Mobile. Nhiều đó thôi có lẽ là đủ để nói về người đội trưởng của Sài Gòn Phantom rồi. Mà mình hằng mong muốn và bây giờ là FFPP của chúng ta, đội trưởng của Sài Gòn Phantom, Captain Lai Bông. Cái tên tiếp theo, cá chép hóa rồng, Fizz, kẻ hủy diệt các FFPP thế giới, người khiến những Xuân Bách, Nunu và kể cả là Marit phải câm lặng trong những lần đụng độ với mình. Rõ ràng ở Fizz hội tụ đủ cả sự tinh quái trong thi đấu, sự chắc chắn trong ra vào giao tranh và cả sự đồng đội trong thi đấu. Tại kỳ APL vừa rồi, sự thành bại của SGP có phần nhiều là do anh ta. Và anh ta thì không khiến chúng ta phải thất vọng. Anh ta comeback, quay trở lại với phong độ hủy diệt của mình, tạo ra một khoảng không mênh mông cho những người đồng đội. Những cú cắt đau đến tận xương tủy, những pha tốc biến đầy chất thơ, những tình huống băng xương câu kéo cả tỷ sát thương. Và xin nhắc lại, anh ta chưa phải FMVP, nhưng có hàng tá FMVP đang thảm bại dưới chân của anh ta rồi. Và có lẽ ngày mà anh ta trở thành người chơi xuất sắc nhất giải đấu không còn xa nữa đâu. Và chăng chỉ có những người đồng đội tại Sài Gòn Phantom mới có thể ngăn cản anh ta mà thôi. Câu hỏi dành cho Bân, Fizz và Chiro. Vậy mình nghĩ ai là FMVP của 2023? Nghĩ là cá sẽ là FMVP. Còn khi qua bên Fizz Cup. Tiếp tục, Khoa Huy Bu. Dù là em út nhỏ tuổi nhất nhưng lại là bộ não của Sài Gòn Phantom. Tư duy thi đấu đỉnh cao, óc quan sát và khả năng phán đoán tình huống thuộc hàng cực phẩm. Thông tin mà Khoa đem lại cho Sài Gòn Phantom là mênh mông và vô tận. Vì sao lại vô tận ư? Vì trần đời làm gì có trợ thủ nào nằm lại ít nhất giải đấu như anh ta, bất chấp so kè với các vị trí chủ lực khác. Thống kê thì không biết nói dối,
trợ thủ duy nhất từ trước tới nay bị hạ gục ít hơn cả số ván đấu mà mình đã thi đấu. Tức là trung bình một trận không nằm lại tới quá một lần. Không có người thứ hai, chỉ có Khoa Weibo. Khi Khoa xuất hiện tại SGP, người ta đã biết anh ta theo học ngành luật, cũng qua những buổi phỏng vấn và mic check để biết rằng anh ta cãi giỏi tới mức như thế nào. Thế nhưng, ở thời khắc quan trọng nhất, chung kết APL 2023, sau một trận thua tràn đầy thất vọng, người ta lại phải kinh ngạc khi được nghe những lời này đến từ cậu em út chưa tròn 20 tuổi của SGP. Đạt ca. Đạt ca. Hả? Làm lại nha anh ca. Có gì em với anh nhắc nhau lại nha. Chị nãy em xin lỗi. Rồi. Nghe cảm động quá. Tí nữa gớt nước mắt rồi. Để mình tĩnh con nhiều nha. Cố lên. Và điều cuối cùng, đặc biệt hơn cả, là thao tác mua bán đồ tới tầm hoàn hảo của Khoa, tới mức người ta cho rằng chính anh ta khiến cho đồ trợ thủ phải thay đổi. Không muốn nói gì thêm vì đã nói quá nhiều. Có lẽ đoạn băng sau là đủ để chứng minh rồi. Tôi gọi đây là pha bán đồ một điểm, vì nó mang lại trực tiếp một chiến thắng cho SGP. Vẫn đang cố gắng backdoor với hai xạ thủ đến từ đội tuyển Heavy. Họ đang đi được một nửa chặng đường. Vẫn đang có những người của Sài Gòn Phantom cố gắng kết liễu đi hai xạ thủ, và họ đã thành công rồi. Tavik đi đến và vẫn không thể hoàn thành được backdoor. Và thế là thôi rồi Heavy ơi, họ sẽ mất đi ván thi đấu này khi mà ở đường dưới Sài Gòn Phantom có một tên lính là hết sức thuận lợi. Một pha thi đấu mà Sài Gòn Phantom đã kịp thời nhận ra việc mà Judas cùng với chiếc kết hợp cùng cả Onyx backdoor và Fizz về quá nhanh, cào là quá đau. Sẽ là 1-0 cho các thành viên bên phía đội tuyển Sài Gòn Phantom. Một pha backdoor là có ý tưởng nhưng thiếu người. Tôi nghĩ rằng pha thi đấu vừa rồi Heavy thiếu người, bởi nếu thêm cả Tarity nữa thì có lẽ thầm lặng nhất, kiên trì nhất, khiêm nhường nhất và nỗ lực nhất, Phạm Vũ Hoài Nam, SGP Red. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người dám hạ cái tôi của mình xuống để đi dừng cho SGP cho đến khi bâng đủ tuổi thi đấu. Ai đủ nhẫn nhịn để chờ đợi đồng năm gặp vấn đề rồi mới có thể đóng thế ở đường trên? Ai đủ kiên trì để luyện tập ở đường rồng khi thi đấu thay cho NTB mỗi khi anh ta mất phong độ? Và ai đủ bình tĩnh để ngồi dự bị nhìn đội tuyển của mình thua 0-4 trước đại kình địch Team Flash mà chẳng thể làm được gì? Vì đơn giản, anh ta không được tung vào sân dù đã đóng góp rất nhiều ở mùa giải ấy. Sau sự bất lực tới cùng cực ấy, Red vẫn ở đó, vẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo dành cho mình. Và ban lãnh đạo SGP không thể làm ngơ trước một con người cầu thị tới như vậy một lần nữa. Cơ hội đến và anh ta nắm bắt nó. Bâng đã không dưới một lần thừa nhận anh chàng đầu đỏ là người nỗ lực nhất trong tập thể Sài Gòn Phantom. Với cương vị là một người đồng hành lâu nhất trong số những người ở đây và cũng là người đội trưởng, thì em nhận xét đó là ai? À, gọi là tốt nhất thì chắc là đầu đỏ bên em. Đầu hơi đỏ nên chắc tốt. Là Red đúng không? Và tôi nghĩ rằng đây là một sự... Không phải vậy thì từ một con bài Elsu bị người ta chê cười, anh ta đã chẳng trở thành một người chơi Elsu tốt nhất server Việt. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu, những lời thị phi, xạ thủ tự xưng top 10 đấu trường danh vọng vẫn thầm lặng đóng góp trong từng ván đấu, kể cả khi người ta dè biểu anh quá ít tiền so với những bet AD khác và không hiểu rằng đó là do sự vận hành của SGP còn cần dồn tiền vào nhiều chủ lực khác. Anh ta vẫn thế, giữ vị trí, đẩy đường, phối hợp, bắn xuyên khe và mang về chiến thắng. Những nỗ lực đó của anh ta cuối cùng cũng đã được ghi nhận rồi. Ghi nhận một cách thực sự. FMVP đấu trường danh vọng mùa xuân 2023 là anh ta, Phạm Vũ Hoài Nam, aka Red. Đó chính là SGP Red. Cuối cùng, nếu như Khoa là bộ óc của Sài Gòn Phantom, Bâng là trái tim của đội tuyển này, Fit như đôi cánh đưa SGP bay cao và bay xa, Red là đôi chân duy trì sự thăng bằng và vững chãi, thì Zero đến như một chiếc vương miện đeo vào đầu nhà vua SGP. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, và ngày hôm nay tôi xin nhắc lại một lần nữa, Liên quân Mobile thế giới hiếm khi nào sản sinh ra một người chơi dành cho sân khấu như là Zero. Sự vô trí đáng sợ của anh ta chính là thứ Sài Gòn Tôm còn thiếu để trở thành huyền thoại sân khấu lớn. Người ta đã từng chỉ trích anh ta rất nhiều, cho rằng anh ta không hiểu game và là người lạc nhịp nhất trong tập thể SGP. Nhưng tất cả bỗng im bặt khi thấy anh ta bước lên sân khấu. Anh ta căng ngang, anh ta khép góc chủ lực, anh ta ôm trọn sát thương. Và anh ta lấn lướt trước mặt kỳ,
Các bạn không nghe nhầm đâu, anh ta lấn lướt trước người đi đường tà thần số 1 thế giới. Loạn chạm hồi được khá nhiều máu, Zino chưa có góc và anh ta không có được bắt tay. Tốc biến đấm và siêu việt dành cho Zino tuyến trên trong một ngày mà sói tôm đang rất khó thở. Vậy thì anh ta là gì? Hình ảnh này có đủ để chứng minh cho khả năng của anh ta hay chưa? Vậy là xong về những mảnh ghép. Những mảnh ghép này kết hợp với nhau một cách trơn tru, động viên nhau mỗi khi thất bại, điều tiết tâm lý mỗi lúc gặp khó khăn và cùng nhau tạo ra một đế chế bất bại. Nó có công rất lớn của người đứng đằng sau, Titan. Một năm kể từ khi Titan xuất hiện, Sài Gòn Phantom làm được điều mà họ chưa từng làm được, lội ngược dòng trong một trận chung kết, đem về cú đúp quốc nội, một chức Á quân và một quán quân thế giới. Nhiều đó để thấy rằng Titan không hề khoác lác khi anh ta nói rằng SCP đã rất mạnh, tôi chỉ về để biến họ trở thành một tập thể mạnh hơn mà thôi. Người ta chỉ ước rằng giá như Titan có mặt sớm hơn, giá như nụ cười đầy toan tính này sẽ xuất hiện sớm hơn, thì có lẽ SCP đã còn thành công vang dội hơn rất rất nhiều. Bạn thấy đấy, ở thời điểm này, Sài Gòn Phantom là cái tên hội tụ đủ mọi yếu tố của một nhà vô địch. Kỹ năng vượt trội, chiến thuật đỉnh cao, tư duy nhạy bén, sự đồng lòng gắn kết của một tập thể vững mạnh, và hơn hết, đẳng cấp tâm lý thép trong những trận chiến sinh tử. Sài Gòn Phantom ở thời điểm hiện tại chẳng khác nào độc cô cầu bại trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Và với tình hình này, ngoại trừ V Gaming còn có thể làm khó họ, ở phần còn lại thì sao? Đội tuyển nào thắng được SCP một ván đấu, đội tuyển đó là một đội tuyển triển vọng. Đội tuyển nào có thể ghi được 2 điểm trước SGP, đó quả thực là một sự bất ngờ. Còn đội tuyển nào có được chiến thắng trước SGP thì sao? Đó chắc chắn là một cơn địa chấn. Tôi thực sự kỳ vọng các đội tuyển có thể đả bại Sài Gòn Phantom để giải đấu thêm phần kịch tính. Nhưng tôi cũng lại hy vọng SGP sẽ tiếp diễn phong độ này để Việt Nam sẽ lại càng thành công hơn trên sân chơi quốc tế. Tổng kết lại, 6 chức vô địch quốc nội, đương kim vô địch quốc tế APL 2023, vô số danh hiệu về nhì khác, SGP đã, đang và sẽ là một thế lực hủy diệt tại Liên Quân Mobile Việt. Và Bâng đã nói, họ chưa dừng lại đâu, họ muốn xô đổ mọi kỷ lục Liên Quân đã từng có. Với tất cả những gì mà các bạn đã nghe, thì ở số đặc biệt cuối cùng này, không phải là về một tuyển thủ, mà cái tên được nhắc đến là cả tập thể những bóng ma Sài Thành. Liệu các bạn đã thấy hợp tình hợp lý hơn chăng? Tôi đã để lỡ lần viết về Sài Gòn Phantom trong khoảnh khắc lịch sử họ lật kèo trước về game mình. Tôi cũng đã không viết gì cho Sài Gòn Phantom khi họ bước lên đỉnh vinh quang vô địch thế giới. Vậy thì, ngày hôm nay, tôi trả đủ cho họ SGP, những bóng ma hủy diệt danh vọng, tập thể đáng xem nhất đấu trường danh vọng mùa đông năm 2023. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.